Đây đây đây, các thanh niên, em cầm máy xong rồi để quay để anh lái nhá. Vâng, các chân chơi 50 hiện nay đang chạy với tốc độ ô tô đuổi theo không kịp. Đây, hiện nay mình đang chạy với tốc độ 80 km/h. Và các dân chơi trước mắt chúng ta là dân chơi 50. Liệu có đuổi kịp hay không? Đây, vừa gặp cái dân chơi. Đấy, kinh. Dân chơi 50. Đấy. Đuổi không kịp. Dân chơi A. Ngớ lưng. Đây, dân chơi. Đuổi không kịp rồi. Đấy, mấy dân chơi chạy kinh hoàng. Bây giờ đi ra ngoài đường thì không sợ các dân chơi kiểu trên 100 mà chơi. Sợ nhất các dân chơi 50, chạy kiếp đời luôn. Đấy, dân chơi đầu mặc áo đỏ kinh hoàng. Anh đang bắn với tốc độ ít nhất tầm khoảng 90 km/h. Ok. Dân chơi. Và hiện nay 80 km/h với tốc độ ở trên ô tô cũng không thể nào đuổi được. Đấy, dân chơi không đuổi nổi, không thể nào. Dân chơi quá căng, tít luôn. Đây. Hôm nay 30 tháng 4 thống nhất non sông rồi, dân chơi chạy căng đét. Và bây giờ tiếp theo là cuộc rượt đuổi các dân chơi 50. Liệu chúng ta có tiến được hay không? Đây, này, cắm mặt bây giờ. Hiện nay thì tốc độ cũng 60 km/h. Và chúng ta sẽ đuổi theo. Và cuộc rượt đuổi khá ngoạn mục với các dân chơi. Xe cộ không quan trọng, vấn đề bây giờ là quan trọng là thần gió. Ok, cút ra để anh thể hiện.